Xin chào tất cả người, hôm nay mình sẽ chơi người rơi nhá. Batman. Bộ trang phục của Batman chính là màu đen tuyền, đen óng ánh. Không có tìm chỗ nào là không đen anh em ạ. Có đen. Và mình sẽ chơi Batman đi rừng với phong cách nên đồ nói chung là dị. Thử mình phải thử hết tất cả các đồ xem tướng cho tướng nó như thế nào. Hôm nay mình sẽ thử Batman nên đồ full tăng anh em, gồm những món đồ như là áo choàng băng giá này, điều Leviathan này, khiên điện thoại này, đó, quân trung choi. Và nói chung là một món đồ tăng nữa, đó là giáp thống cổ nha anh em. Đấy là mình full toàn giáp thôi. Xem Batman người rơi có mạnh không nhá. Rồi ok. Batman làm tướng đi rừng khá nhanh. Anh em tăng mắc chiêu 1 trước nhá. Sau đó tăng chiêu 2. Đừng sát thương gây ra chỉ chiêu 1 rất là mạnh. Mắc trước để mình lấy sát thương. Và con này combo rất là mạnh từ phi tiêu rơi xong chiêu 1 xong chiêu cuối. Một pha thả thính em ơi. Không biết là thanh niên rát dính thính rồi. Tuyệt vời. Đã có một thanh niên là dính thính anh em ạ. Đùa có phải đấy, thả thính cũng khá là hay đấy. Nên anh em chú ý nhá, bất thường mà đang đánh nhau mà cay ghét nhau từng tí máu tự nhiên nó đứng im hoặc là nó cái gì lạ lạ anh em chớ dại mà ham lao vào nhá. Dính thính đấy, dính bả đấy, nhọn lắm. Thì bạn thì đang ăn rồng rồi này, nay đi rồng này ngộ không dính chiêu rồi. Rồi tránh xa cái vòng tròn của em Lauriel ra nha anh em. Ở trong vòng tròn đấy Lauriel bay liên tục đấy, rất nguy hiểm. Hai Lauriel đây. Người rơi làm tướng có khả năng truy sát rất tốt bởi cái chiêu 1 là làm chậm và làm choáng. À chiêu 2 làm chậm làm choáng. Và khả năng nội tại là chạy nhanh hơn khi áp sát tướng địch. Rất là bá đạo. Nói chung là đây là một con sát thủ rất bá đạo. Trong thời đại sát thủ nó sẽ là mưa làm gió. Rồi ok. Ở khoảng cách xa thì anh em cứ ném phi tiêu và bật chiêu cuối để áp sát nhé. Đặc biệt người rơi có khả năng tàng hình rất là bá đạo, không phải xoắn tướng nào đâu, ám sát rất bá đạo. Hiện tại là người rơi là một vị tướng có khả năng tàng hình duy nhất ở liên quân cùng với ngũ không. Nhưng mà khả năng tàng hình của người rơi thì rất là bá đạo. Thời gian tàng hình của chiêu cuối lên đến 30 giây. Và là trùng tàng hình là rất là lâu. Thôi mình về thôi. Mình hết sạch mana rồi, không có kỹ năng thì mình coi như phế. Đó, ở level 4 của chiêu 1 thôi mà lượng sát thương là 1.5k rồi. Rất là mạnh. Lại đánh nhau rồi. Tuyệt vời, ngộ không ơi em ơi. Rồi ok, cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh bắt hàng rồi anh em ạ. Này thì tiên thần tung cánh bay về đâu em ơi, khá là thốn, giết được con nào đèo khá là vất vả. Đợi tí bạn ăn rồng nhá. Đợi tí. Ăn bùa lên hỗ trợ ngay. Ngộ không. Tàng hình ạ, tàng hình chưa? Tàng hình này. Rồi, soi. Chạy đường đời em ơi. Chạy đường này em ơi. Rồi ok lên bảng. Bye bye.
Tính chi tiêu rồi, chạy làm sao được. Thế là Max chưa một trước anh em. Phi tiêu và áp sát để đấm chiêu một rất là thốn. Và khi phi tiêu trúng chân địch thì anh em nhớ phải áp sát và dồn thật nhiều sát thương để nó nổ đam mạnh ở chiêu thứ hai. Đó là cách đánh người rơi thôi, khá đơn giản. Rồi phi hụt rồi, đúng lúc con nào đeo là bay anh em ạ. Nào đi em ơi, trôi xong mình rồi. Tôi xong mình rồi, may quá, Ginder tuyệt vời. Ginder thì mình làm choáng rất xa và rất hỗ trợ, nói chung đồng đội pha này hỗ trợ rất là kịp thời. Không thì mình lên bảng rồi. Sau khi lên áo choàng băng giá mình sẽ lên khiên điện thoại nha. Có khiên điện thoại mình sẽ lên con chim choi. Nói chung là mình xác định là mình nên full giáp rồi anh em ạ, full tăng. Ngày trước thì mình đã làm video clip về người rơi full tăng rồi. Bây giờ mình thử làm ở Lincoln Mobile Đài Loan, Việt Nam bản test. Trước là mình làm bên Đài Loan bản test nha. À, người rơi ra Đài Loan khá lâu rồi. Bye. Nói chung là ở xa thì mình phải phi tiêu rơi xong dùng chiêu cuối áp sát. Ở gần thì mình đừng lên vội dùng chiêu cuối. Chiêu cuối để chi sát thôi, thì áp sát tướng địch thì dùng kỹ năng thôi anh em ạ. Nhớ nha. Ở áp sát gần thì cứ ném phi tiêu và đấm chiêu một thôi và đánh thường thôi. Còn ở khoảng cách xa thì mình dùng chiêu cuối để bay đạn. Chiêu cuối lần đầu là tàng hình nhá, lần thứ hai là bay. Rồi đây. Đó, chết luôn. Một combo rất là bá đạo. Và hiện nay mình có làm một kênh Liên Quân thứ hai, em nhớ qua ủng hộ nhá, tên Sai Hợp Kinh, Sai Hợp Kinh Việt nhá. Anh em nhớ qua ủng hộ mình, đăng ký và xem video clip của mình. Kênh đấy thì mình up video clip khác hẳn kênh này nhá. Mình up sang kênh mới để tránh loãng kênh. Nếu mà kênh Mobile Việt up nhiều quá nhiều clip thì loãng kênh. Hiện tại kênh đấy thì mình mỗi ngày up một clip. Thời gian tới mình sẽ tăng lực cường lên 2 clip một ngày. Và lượng video clip của kênh chính này thì vẫn giữ nguyên anh em. Đều là 3 clip một ngày. Có ngày mình rảnh thì 4 clip, rảnh hơn nữa thì mình dùng 5 clip. Nói chung là mình làm rất nhiều video clip. Ở link kênh 2 của mình thì ở mô tả anh em, mô tả video clip đều có. Bất kỳ video clip mới nào của mình đều có mô tả về kênh 2 của mình. Rồi thời gian quảng cáo kênh 2 đến đây hết và trở lại trận đấu. Team mình dẫn khá xa rồi. Nhưng mà vẫn phải đánh cẩn thận, mình nên full tăng mà. Về sau đánh không có sát thương đâu. Rồi ok. Đánh người rơi quan trọng nhất là cái thi tiêu. Cái khâu dùng chiêu 2 anh em ạ. Sau khi dùng chiêu 2 thì phải áp sát thật nhanh tướng địch. Khoảng cách xa thì mình kích hoạt chiêu cuối để áp sát. Còn khoảng cách gần thì mình dùng luôn chiêu 1.
vẫn không tóm được Laurel. Về thôi, mình hết mana rồi anh em ơi. Inner, inner. Đồng vàng ở trên này khá là nhiều anh em ạ. Anh em cứ chơi theo kiểu đồ đánh cẩn thận của mình, nói chung là đi rừng không bao giờ phế đâu. Trừ khi bị team bạn canh rừng sớm, đánh hai người trở lên đi rất là nguy hiểm. Mình đang chờ đợi cái bùa xanh đây, cũng hiểu tại sao bây giờ nó cứ ra. Thực sự mình đã lên khiên huyền thoại rồi nhưng mà vẫn thiếu mana trầm trọng. Các sát thủ trong bản mới thời đại sát thủ dùng kỹ năng rất tốn mana nha. Trừ con Butterfly ra. Butterfly không cần dùng mana. Murad rồi Lacrosse rồi người rơi. Rồi click nắc đều rất tốn mana. Không có mana thì nói chung coi như phế. Không có bồi xanh đấy. Rồi mình sẽ đợi Morian lên đẩy đường đây. Nếu mà băng vào trụ thì rất nguy hiểm vì không có AD để phá trụ. Đánh dai dẳng và trận đấu sẽ kéo dài rất lâu và có nguy cơ là bị team bạn lật kèo. Ok, phá trụ, phá trụ. Ở trò Liên Quân này đấu danh thì anh em chú ý là mục tiêu chính là trụ nhá. Để giành chiến thắng thì mục tiêu chính là trụ, vì vậy vẫn phải tập trung phá trụ, không nên quá giết người. Lượng đồ mình hơn chắc team bạn rồi, bây giờ giết người team bạn thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Quá nhiều mạng rồi, anh em ai cũng full đồ rồi, không full đồ thì cũng khá nhiều đồ rồi, cân luôn anh em ạ. Thôi mất người thì bạn khá đông phải đấy. Mình tưởng hai đứa thì mình cân được nhưng mà một ba bốn đứa thì chắc là chết. Lên bảng cho một nốt nhạc rồi món đồ cuối cùng là giáp thống khổ anh em. Tập hợp tấn công kinh công nào. Lên đầu kiểu này thì anh em sẽ có ưu thế là khả năng khống chế liên tục bởi chiếu 2 đó, và rất là trâu bò trong giao tranh, có thể bay vào đứa đội hình team bạn mà quẩy không sợ gọi là tình trạng đột tử. Ăn kinh công, ăn kinh công. Rồi tạm biệt bác Morel. Bác Morel là khá hồi báo ấy. Một mình đứng ở giữa nhà tìm bạn một quẩy. Rồi, Cân Tử Vân chạy mất rồi. À, không, không, rồi. Lên bảng em ơi. Rồi, Quyền Vương lên bảng lốt này em ơi. Không cần nhiều người thì có thể tiêu được cái diện đội hình trên bạn thôi.
Ui, tao đi áo trâu thế nhỉ. Rồi em ơi, lên bảng nha. Dính chiếu áng của mình rồi mà. Rồi ok, sẽ end game trận đấu đây. À, vẫn còn ra Nagoroth. Và chuẩn bị Morel tin bạn ra rồi, Morel. Hết sức cẩn thận. Băng trụ là quá nguy hiểm. Mình cứ đứng xa và phi tiêu và dùng chiêu mộ thôi. Ok, chết Morel rồi. À, rồi, hay quá, ra có lên bảng. Rồi, Morel, nốt chiêu cuối, ok. Rồi, sẽ end game. Video clip mình chơi tướng Batman, người rơi theo phong cách đi rừng nó lên đồ phút tăng đến đây hết rồi. Anh em có thể thấy là cách lên đồ vẫn rất là khỏe. Vừa trâu vừa khỏe. Rồi, xin chào tất cả các bạn, bye bye.